Rất là vui bởi vì hôm nay Trường được ngồi chung với lại hai người bạn. Tại vì hai người bạn đồng nghiệp của Trường rất là thân thiết bao nhiêu năm, anh Đàm Vĩnh Thân và bạn bé Mỹ Tâm. Bé Mỹ Tâm. Mọi người gọi em là răng sắt, tại em điền cắt. Cái gì? Ủa sao giống anh Trường vậy? Sao giống tên anh vậy? Anh không có niềng, anh không niềng con gì hết, nhưng mà anh được biệt danh là hàm răng sắt. Anh răng sắt là như là như là đồ ăn là anh bào dữ lắm. Thật ra thì anh cũng không muốn nói thêm, chỉ có một điều là anh thấy không muốn nói thêm mà nói đang nói đâu nói thôi. Không, cái ý này nó thật ra không quan trọng lắm, nhưng mà chị nghĩ rằng chính không quan trọng đừng nói chị ơi, nếu không thấy quan trọng đừng nói thôi. Đón xem tập 7 Giọng ca bất bại phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 8 tháng 8 năm 2018.